Vậy cái này dạng semi lụa nha mọi người, chị em mình 60kg vẫn bon chen được đó chị nha. Mình mặc cái quần tây hay quần sọt, chân váy gì đều được. Thấy tôi không? Thấy bà chứ. Mã 40 nha, 40 là cho chị cà phê đắng. Cho chị cà phê đắng có mã 40 là 40 cành luôn. Rồi còn cái nữa là em lên sang trẻ quần jean cho các chị nha. Cục này được cục jean, cục này được cục jean sang trẻ nha mọi người. Còn mấy cục chân váy mà nó nằm mút mút ở trong này, chưa có xả hết ra ngoài, nó vô trong không có được. Rồi con này dùm em luôn. Và cái này là dạng áo len, áo len tay ngắn, áo len tay cọc vậy nè mọi người. Tay ngắn tay dùm em hết. Chị nào mà từ 40kg đủ lên, phong dáng là free size 54-55kg thoải mái luôn. Hết lên dùm em mà là mã mã này cho em xin là mã 43 cành. Ai lấy 43 lên 43 luôn dùm em. Mã 43 cành áo len nè. Áo len dạng chị em mình mặc hàng ngày chị, dạng mặc kiểu thôi nha, dạng mặc kiểu thay áo thun thôi chứ không có nhiệm vụ giữ ấm gì hết. Ai lấy 43 lên 43 dùm em mọi người nha. 43k em hết ra rồi chị ơi. Rồi con này luôn dùm em. Này em có xe S. Chị nào mình eo 62 đến chị em mình eo 68. Đồ bộ em không biết nữa. Giờ nó cột lộn sà ngẫu chứ mấy chị không biết đường. Giờ mấy chị muốn mua bộ là em phải nè, em phải la từng cái mới biết cái nào là cái nào á. Tại vì nó lằn sà ngoằn gì là đâu biết đường đâu. Rồi con này dùm em có xe này xe S à. Ai eo 62 đến chị em mình eo 68 nha. Rồi chị em mình lấy cái này lên dùm em mà là mã 82 luôn mọi người. 82 cành một xếp đầm xếp thì nhiều lắm, chị kiếm nhà em kiếm áo kiểu thì ít hơn chứ đầm xếp nhiều lắm. Mã 82 xe S là cho chị Cammy Huỳnh có mã 82 xe S 82 nè. Rồi con này em có S luôn. Ai eo 62 đến chị em mình eo 68 dạ.